Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series Minecraft trong phần chơi Minecraft và Monster. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình có một chuyến đi săn cái con rồng băng để mình lấy vảy của nó đó. Thì mình rất là may mắn luôn, mình phát hiện và bắt về được cho mình một cái con rồng đỏ ở phía bên đây nè. Thì cái con rồng đỏ này đó các bạn, ở tập trước nó bị hết máu, mình thử cho nó ăn thịt đó. Thì mình thấy là nó có thể nổi tim lên nè các bạn. Thì có một vài bạn nói á, là cái con này có thể cho nó sinh sản được. Cho nên là trong tập ngày hôm nay mình sẽ lấy thêm một con ra nữa các bạn. Ở tập trước thì mình bắt về được hai con ha, nhưng mà chỉ làm được cái bộ giáp cho một con thôi. Con này thì mình sẽ đặt nó ra phía bên ngoài để cho nó ăn luôn. Nó ăn luôn thì nó có nổi tim luôn. Chưa thấy nó nổi tim lên ha. À, nó nổi tim luôn các bạn. Nó nổi tim lên nè. Đó, thấy rồi, thấy rồi. Và mình sẽ con phía bên đây ăn luôn. Ok, nó nổi tim lên nè. Và hình như là phải cho nó đứng dậy nữa đúng không? Ồ, đứng dậy được rồi các bạn. Đây rồi. Cho hai con đứng dậy thôi các bạn. Và nó bắt đầu nổi tim lên, nổi tim lên. Và xem coi có không, có không vậy? Ủa, ủa sao không thấy nó sinh sản ăn? What, không thấy nó sinh sản các bạn? Đâu, cho nó ăn lại thử coi. Ok, được chưa, được chưa? À, được rồi nè, có điểm kinh nghiệm các bạn, nhưng mà chưa thấy. À, đây rồi, đây rồi, sau hồi thì cuối cùng nó cũng đã để ra cho mình cái trứng. Và con này thì cho nó ngồi xuống đi. Ok, hai em nó ngồi xuống luôn nha. Và có được cho mình cái trứng. Ồ, cái trứng này nhìn giống như cái trứng của con rồng đa ke với con rồng thanh long ở trong những tập trước mình up ghê luôn á. Và nó cần có tới tận 60 phút các bạn thì nó mới có thể nở ra được ha. Là cũng khá là lâu đây. Và cái trứng này thì chắc là cũng sẽ phải đặt ra phía bên ngoài để cho nó up thôi. Giống với con rồng đa ke nè. Ồ, nhìn nó y chang luôn bạn. Mấy cái trứng của cái con rồng ở trong bản mod này thì nó giống giống nhau quá ha. Nhìn nó y chang luôn nè. Và nó bắt đầu có hiệu ứng up trứng rồi nè. Ngon lành luôn. Rồi, cái trứng này thì để đây cũng được các bạn. Khu vực này cũng khá là an toàn, nhưng mà mình sẽ lấy những cái hàng rào để mình bao bọc lại, khi mà nó nở ra đó bạn, nó sẽ không chạy lung tung ha. Hàng rào thì lần trước mình làm cái hàng rào xung quanh này bạn, rồi mình chế tạo một phát một cái bụp, cái là cả đống luôn. Gỗ thì mình cũng có nhiều lắm, có mấy em chuột farm cho nên là cũng có nhiều, cho nên là thoải mái thôi. Rồi, thì bây giờ chỉ cần chờ đợi thôi các bạn. Đây thì mình dư một cái đó, mình sẽ đập bỏ đi. Rồi, bây giờ thì chỉ cần chờ đợi cho cái trứng này nó nở lên nữa thôi, là mình sẽ có thể có được bé rồng bạn, bé rồng baby trong tập ngày hôm nay luôn ha. Và phần lan can cầu thang này thì mình sẽ cất vô trong này cái đã, cất vô trong này luôn. Và trong tập ngày hôm nay các bạn, mình sẽ làm thử một cái thí nghiệm trong lúc chờ đợi. Và phía bên đây thì ui chuột hả, cái anh chuột này có thể trao đổi được đây các bạn, nhưng mà không thèm nói chuyện với mình luôn ha, dẫn theo con chuột nữa nè. Dẫn theo con chim nữa hả? Con chim nó tấn công. Chim tấn công anh, cái anh dẫn chuột rồi chết luôn à. Ủa, chim nó mạnh dữ vậy. Con chim nó mạnh rồi bạn, nó tấn công chuột. Chuột này nó bây giờ nó không có chủ, nó không có chủ vào, nó đi theo mình không. Để mình lấy phô mai cho nó ăn thử nha. Đây, mình tính đi làm cái thí nghiệm, nhưng mà từ từ đã, mình sẽ lấy phô mai ra phía bên ngoài để cho nó ăn luôn các bạn. Đây, trong này mình có phô mai nhiều lắm, lấy ra một ít để cho nó ăn thử xem coi mình có tem được không nha. Để nó đi theo mình kìa, nó đi theo mình vô trong này luôn. Và mình giục ra thử coi. Đây, nó bắt đầu ăn nè. Nó ăn nhanh ghê luôn á. Và con này thì tháo cọng dây ra trước. Đang bị cột dây các bạn. Cột dây không thấy có hiệu ứng luôn ha. Rồi, giục cái này cho nó ăn thử coi. Cắt cọng dây vô. Nó chưa trở thành đệ tử của mình ha. Vậy là mình có thể chậm được cái con chuột của cái anh chuột các bạn. Anh chuột lang thang ha. Anh huấn luyện chuột lang thang. Nó giống như cái anh dân làng lang thang trao đổi đồ đó bạn. Anh dân làng lang thang trao đổi đồ thì sẽ dẫn theo hai cái con gì anh, hai con lạc đà heo các bạn. Còn anh này thì dẫn theo chuột ha, nhưng mà mình không có nói chuyện để trao đổi được. Và nó trở thành đệ tử của mình đó các bạn. Ok. Bắt thêm được một con chuột nữa thì cho nó vô trong chuồng đi. Bữa giờ thì nó cũng sinh sản rất là nhiều chuột trong này đó bạn, mình cứ để cho nó tiếp tục sinh sản thôi. Hiện tại là mình cũng chưa có cần chuột nhiều cho nên là cứ để trong đó thôi. Và trong tập ngày hôm nay các bạn, mình sẽ làm và thử một cái thí nghiệm là đột nhập vô trong một cái pháo đài ở trong cái căn phòng hắc ám đó bạn, của con rồng băng á. Ở trong những tập trước mình tìm được á, nhưng mà mình chưa có tìm được cái chìa khóa để vô trong, cho nên hôm nay mình sẽ thử sử dụng một cái hũ hộp nho nhỏ nha. Cái hũ hộp là sử dụng cái cách là dịch chuyển xuyên qua block các bạn, đi lên trên nóc của Nether á, thì gần có cầu thang. Và cầu thang trong này thì hình như là nó bị đổi công thức rồi phải. Lần trước mình có chế tạo, mình nhớ là hình như có cục gỗ ở chính giữa đây. Được rồi các bạn, đây rồi, như vậy là mình đã có được cầu thang đúng không. Phần gỗ thì mình còn dư, mình cất vô đi. Mình cần phải làm một cái hũ hực là dịch chuyển xuyên qua bedrock để lên trên nóc địa ngục các bạn. Áp dụng vô trong cái cách là đột nhập vô trong cái pháo đài thử coi được không nha.
thì mình cần phải có thêm mấy cái viên ngọc Ender nữa. Đây, con mắt Ender nữa bạn. Mắt Ender thì mình có hai sắt ha, đem theo một sắt thôi là đủ rồi. Và vô trong đó thì chiến đấu dữ dội lắm. Trong những series lần trước đó bạn, mình vô trong đó mình bị nó đánh dữ dội lắm. Cho nên là lần này thì chuẩn bị thịt cho nó kỹ lưỡng một chút. Mình còn có hai, còn có 19 cục thôi nha. Trong này thì mình còn có hai con bò hết bạn, mình xử lý hết rồi. Nó lắc quá bạn, nhiều quá nó lắc quá. Cho nên là đã xử lý bớt rồi. Thịt thì trong này mình có nè. Tiếp lại một cái luôn, đem theo một xác luôn để ăn. Và mình sẽ ra phía bên ngoài để mình coi coi. Mình có táo vàng nhiều lắm các bạn. Mình để cho mấy cái lương thực phẩm này nè. Mình sẽ đem theo một ít táo vàng theo để mình đầy ơi. Táo vàng có hai loại. Chắc là đem theo loại bình thường thôi để đề phòng trong cái tình huống nguy kịch quá mình sẽ lấy ra để mình ăn vô cho nó hồi phục nha. Và bây giờ hình như là buổi sáng rồi đúng không? Cho nên không sao đâu, lên đường luôn các bạn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lên đường luôn ha. Bây giờ thì sử dụng em rồng để di chuyển các bạn. Còn cái trứng này thì cứ để từ từ cho nó nở ha. Rồng thì mình để ở nhà một con đi. Mình sẽ đem cái con mặc giáp này đi nè. À, bay qua hướng phía bên đây luôn để di chuyển. Lần trước thì mình thấy ở hướng phía đây xíu xéo phía đây nè, có một căn phòng hắc ám. Nhưng mà mình sẽ ghé vào phía bên đây trước để kiểm tra lại xem coi cái chỗ lần trước mình đốt mình đốt nhà ở phía bên đây đó bạn. Nó vẫn còn đang cháy luôn nè. Do là mình không có ở đây đó bạn, khu vực này nó không có lót ra cho nên là nó vẫn còn đang cháy bạn, đang cháy âm ỉ ở phía bên đây. Và cái căn nhà này nó cháy sắp nửa xong luôn rồi nè. Ôi, ở trong thì có rất là nhiều cái rương các bạn ơi. Đây đây đây, để mình tìm cách mình đáp xuống cái. Và trong này thì có rất là nhiều những cái rương để mình kiểm tra thử xem coi có gì. Không có gì đặc biệt hết các bạn, chỉ có ngọc thôi à. Dưới này thì chỉ có sắt với lại. Ủa có cái nón của anh dân làng các bạn, nhìn giống như mũ rơm quá ha. Hình như nón của anh Farmer phải không? Đeo vô được không? Trong này không đeo vô được ha. Chỗ này đeo lên cái nón được không? À, trang bị lên trên cái đầu của mình các bạn. Và ủa nó dướng với cái nón rồng của các bạn cho nên không có nhìn thấy hết à. À được nè, nhìn được đấy các bạn. Rồi mình tháo cái nón này ra thì nó sẽ đẹp hơn đó, đó nhìn như mũ rơm luôn các bạn. Wow, đẹp ha. Nhưng mà để vậy thì nó quái nó đánh mình chết á, cho nên phải trang bị vô. Ok chưa? Rồi, được rồi. Vậy thôi á. Rồi bên đây thì còn gì nữa không? Để mình lốt luôn, sẵn mình lốt cho hết luôn cái đã. Trong này đa phần là bánh mì với lại ngọc thôi. Có mấy cây đuốc nữa nè, mình sẽ lốt mấy cây đuốc để đem theo luôn. Bầu trời sắp chửa tối nè. Ôi, chưa đi đâu được hết các bạn. Mới lốt ở đây sơ sơ sương sương thôi. Mà trời nó tối rồi. Dưới này thì không thấy gì hết rồi thôi. Chắc là không mất thời gian ở đây nữa đâu. Ở đây thì lốt toàn là mấy cái đồ linh tinh ra. Cho nên là mình có thể sử dụng cái túi ngủ của mình các bạn. Để đi ngủ ở đây một cái. Để trời nó sáng cái này mình sẽ tiếp tục lên đường để đi tiếp thôi. Mới sáng sớm chưa làm gì được hết à, nó tối tiếp rồi. Bây giờ thì đập cái này đi luôn, chót vô trong cái ba lô của mình luôn. Rồi bây giờ thì sử dụng em rồng của mình để di chuyển thôi các bạn. Mình nhớ là đâu đó hướng phía bên đây nè. Lần trước mình đi săn con rồng băng thì mình thấy nó hướng phía bên đây cho nên là đi tiếp thôi. Cái con rồng này mình thấy là nó có khả năng chiến đấu bạn, phun lửa trắng các kiểu á. Nhưng mà đi chậm hơn cái con rồng chuyên về bay của mình ha. Con rồng kia của mình nó bay nhanh, đúng nhanh luôn á. Còn con này thì nó bay hơi chậm chút, bay chậm nhưng mà mốt map nó load ra không kịp luôn á. Mà đây rồi, mình thấy bắt đầu thấy có băng xuyến rồi đó, ở đâu đó hướng phía bên này thôi. À, cái này là ngôi làng phải không? Ủa phải, đây là cái căn nhà của anh bộ tộc F thôi. Và phía bên đây thì đây 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 các bạn, đây rồi mình thấy được cái căn phòng hắc ám ở phía bên đây và có khu vực băng xuyến nè. Ủa mà lần trước mình nhớ là ở bên đây hình như là nó có một cái kim tự tháp nữa mà. Ủa sao cái này hình như nó khác phải không? À, vậy là cái khu vực này nó khác cái khu vực ở tập trước hả bạn? Đó, vậy là cái này cái khác nữa hả? Khoan đã, mình sẽ hút cái con này vô trong, mình cất vô trong cái đã. Đây rồi, cái căn phòng này lúc trước mình nhớ là có cái kim tự tháp cái bên nè. Cái này chắc là khác nữa rồi, ở một cái khu vực khác. Hôm nay thì có cái chỗ này cắm cái chìa khóa vô nè. Nhưng mà mình chưa có tìm được chìa khóa các bạn. Các bạn nói là cần phải tìm cái con gì? Cái con phù thủy bộ xương á, mới có thể tìm thấy chìa khóa, nhưng mà mình chưa có tìm thấy được con đó. Cho nên bây giờ thì sẽ thử một cách đột nhập vô phía bên trong ha. Thường á là những cái cây cột này bạn, nó sẽ có một cái vách tường ở phía bên trong á, cho nên sẽ canh ngay giữa này nè. Đó, canh ngay chính giữa mình đột xuống phía bên dưới để mình đột nhập vô phía bên trong. Nó giống giống như cái kiểu là vượt trần Nether đó bạn. Nó cũng giống giống vậy ha. Rồi đầu đầu sâu sâu vô phía bên trong một chút. À, tầm này chắc là được rồi đó. Cho nên sẽ ít lại cái mình sẽ lắp cái cầu thang lên luôn các bạn. Lắp cái cầu thang lên với lại cộng với viên ngọc này để mình phải chui vô phía bên trong. Đó, đu lên cầu thang các bạn. Và mình sẽ canh ngay cái mép ở phía bên trên này nè. Mình quăng một cái xem coi. Mình có thể vô trong được rồi các bạn. Và trong này thì mấy con quái tấn công dữ dội lắm. Cho nên là phải clear nó nhanh thật nhanh trước khi mình bị nó cắn chết nha. Đó, ủi lắc luôn kìa. Để mình làm một trái táo cho cái đã.
À, không sao không sao, chơi được chơi được. Trong này mình quên đem theo nước ha, trong này tối quá. Trong này thì có mấy con sói và mấy con skeleton đặc biệt của cái bản mod lần này nữa. Và sao bị dướng gì vậy? À, dướng cái lò luyện rồng các bạn. À, lò luyện thép rồng trong này có nè. À, cũng giống như những series lần trước ha. Vô trong này mình có thể chậm được cả cái lò luyện rồng ở trong này luôn, đem về để sau này không cần phải chế tạo luôn. Và trong này thì có những cái lò boner nè, nó đang liên tục spawn ra những cái con quái. Và khi mà nó spawn ra một số lượng nhất định thì nó sẽ tự động biến mất thôi các bạn. Cho nên là tranh thủ đánh mấy con quái này để mình hút máu nó lại cái đã. Đó, cái katana của mình sau khi giết xong con quái đó bạn, nó có khả năng hồi phục lại máu, cho nên là đánh cũng được. Và mình cần có những cây đuốc trong ba lô của mình, còn 16 cây nè. Thắp sáng khu vực này trước cái đã. Mình thấy có rất là nhiều những cái rương các bạn, với lại một cái lò luyện thép rồng. Mình sẽ từ từ lốt cái lò luyện thép rồng này sau nha. Còn bây giờ thì kiểm tra xem coi. Ủa nguyên cái rương có đúng cây đuốc thôi á. Ở bên đây thì sao đó, có ngọc sao kia nè, mà có da của con tròn nè. Ok, lấy về luôn các bạn. Đầu của con Kalatin nè, đầu của nó có làm gì đúng không ta? Đó, đầu nó đã làm được cái block ở đây nè. À, chỉ mang tính chất là trang trí thôi ha, cho nên là cũng không làm gì được hết rồi. Cũng không làm gì được hết rồi, thôi cho nên là bỏ lại ở đây đi. Block xương nữa nè. Và phía đây thì có những cái sáp và có kim cương nè. Có những cái sáp, sáp này là của những con quái ở đây nè. Có thêm những cái block thôi. Mình sẽ cất những cái block linh tinh trong này đi. Mà trong này sao mình bị bơi dữ vậy? Bị hơi bị chóng luôn á. Và đây là lò luyện thép rồng, ngon luôn. Sau khi mình tấn công xong đợt quái thì khu vực này khá là bình yên ha. Và những cái sáp này thì có thể chế tạo được cây đuốc nè, chế tạo thành những cái block các bạn. Và cái này thì có thể đánh từ những con sói nè, rồi những cái con quái, con ma nữa nè, rồi con kình nai nè. Rồi đây các bạn, con lít nè các bạn, con lít này có thể rớt chìa khóa nè. Mình tìm nó bữa giờ các bạn, nhưng mà không thấy nó spawn ra để đánh nó, để cho nó rớt chìa khóa cho mình. Tỷ lệ là 10% nè. Ủa rồi, tìm được nó chưa chắc gì đánh rớt rồi các bạn, căng dữ ngăn. Trong này thì có những cái mảnh này nữa nè. Và nó đây nè các bạn, nó tìm nó bữa giờ không thấy, cho nên là quyết định là sử dụng cái thủ thuật đi xuyên qua block vượt trần nether các bạn, áp dụng vô cho cái căn phòng này thì mình cũng đã vô trong thành công rồi. Quá là đơn giản, vậy là sắp tới không cần phải sử dụng tới cái chìa khóa rồi. Ở đây thì liên tục mấy con skeleton xuất hiện ghê quá vậy. Đây có sách là đem về cho em chuột của mình luôn, và mình sẽ lấy cái ba lô. Gì vậy? Nó bị điên kìa, nó điên kìa. Rồi chết luôn, ổi điên hay sợ luôn á. Mình sẽ cất vô trong này bớt đầu nha. Phan phan, lấy mấy cái búp của mình ra chứ. Ở cầu thang chắc là cất tạm trong này đi. Khiên nữa hả? Ờ nãy giờ quên sử dụng tới cái khiên nha. À, nãy giờ quên sử dụng tới cái khiên đây. Cầm cái khiên lên luôn các bạn. Tiếp đầu là một cái nha. Da tròn thì mình sẽ cất cái trong này luôn. Và từ từ lút đầu ở đây thôi. Có thêm sách nữa nè. Giấy rồng chắc là bỏ lại thôi. Giấy bình thường chắc là cũng bỏ lại đấy các bạn. Mình có khu vườn để farm mía rồi, cho nên là không cần thiết lắm. Trong này thì có những cái rương đồ linh tinh thôi ha. Thôi gom đại luôn đi. Gom đại hết cho nó nhanh đó bạn. Bữa nay có nè, hấp sáng lên luôn. Rồi lượm đầu trong này luôn. Quên hết luôn đi. Cào hết cho nó nhanh ha. Bây giờ thì buổi tối nữa hả? Bị bơi nữa rồi. Phía bên ngoài như có đợt tấn công mấy con quái hay sao á. Ở trong này thì đứng nó liên tục lâu lâu cái nó cứ bị bơi mà bị buồn nôn á. Đây thì có cái cầu thang để đi lên phía bên trên, và trên này thì có những cái rương nữa. Mình sẽ đi vòng vòng để hấp sáng trước cái đã, để tránh tình trạng mấy con quái nó tấn công mình trong lúc mà mình đang nuốt đồ ha. À, ok, sau khi hấp sáng xong á, tạm tạm thì quay trở lại để mình lút luôn những cái rương luôn. Trong này có những cái xích hả? Xích thì chắc là bỏ lại đi, và lấy cái ba lô ra để cất vô trong này luôn. Trong này có xương rồng nữa nè, đem xương rồng về luôn. Mình sắp sửa hết mấy cây cây đuốc rồi. Trong này thì cũng dễ tấn công ha. Ôi con này mình đánh một phát là chết à. Ở dưới này thì có mấy con sói nè. Ôi nó bắt đầu đi lên phía bên trên nè. Mấy con sói này thì phải đánh nó tới hai phát thì nó mới chết. Nhưng mà sẽ lướt ở phía bên trên này cho hết cái đã. Trong này thì có thêm kim cương các kiểu nữa nè, đầu lâu các kiểu nè. Đầu lâu thì chắc là bỏ lại thôi. Sau này cần thì quay trở lại lấy các bạn. Chứ bây giờ mình thấy là công sức của nó mình không cần rồi đó. Cho nên thôi. Phía bên đây thì có thêm cái rương nữa lút. Ui có cái sáo rồng, có tim rồng đó bạn. Đại rồi, tim rồng băng ha. Và mình chưa tìm thấy được cái gì ta, cái máu rồng các bạn. Thường đó là trong này hay có máu rồng lắm, nhưng mà chưa có ha. Còn đây còn nào nữa không? Lút kỹ kỹ chút. Đây thì có cái con đường đi xuống phía bên dưới thôi. Bây giờ thì mình bị hết cây đuốc rồi. Trong này thì có cái đuốc mình lút được nè. Đuốc trong này mình có nữa nè. Lấy ra luôn, để cắm cây đuốc này xuống thử coi. Cây đuốc này thì nó không có phát sáng ha, chỉ có cây này thì nó phát sáng thôi. Nên sẽ sử dụng cái cây bình thường để cho nó sáng sáng lên chút.
Hãy chấm này một cái, kiểm tra luôn xem coi có xương winner các kiểu trong này thôi. Ở đây thì hết đốt rồi. Phải sống trong bóng tối rồi. Trong này của mình cũng hết đốt luôn rồi. Cái ba lô này thì cũng không có đốt luôn. Cho nên phải đi trong bóng tối. Có mấy cây đuốc này nè, nhưng mà cũng không có phát sáng được. Cắm xuống được thôi các bạn, chứ không phát sáng được ha. Và tới đây là hết rồi. Ừ, tới đây là đường hết các bạn, ngay chỗ này cái cửa này ha. Cái cửa thì nếu mà mình mở cửa ra thì mình sẽ đi vào trong căn phòng này. Và mình sẽ lướt cái rương này, sau đó thì mình sẽ đi dọc ở phía này và lên phía bên trên. Vậy là cái con đường cuối cùng là chỗ cái lò luyện rồng đó các bạn. Cho nên sẽ quay trở lại với cái lò luyện rồng luôn ha. Để mình đập cái lò luyện rồng mình đem về luôn. Sau này mình sẽ không cần phải chế tạo cái lò luyện thép rồng cái băng các bạn. Vậy là sắp tới mình sẽ có được lò luyện rồng trước, rồi sau đó thì mới có được cái con rồng sau. Rồng thì bây giờ hiện tại là mình chưa có nữa các bạn, nhưng mà sắp sửa là mình thấy mình có được cái lò luyện rồi nè. Cái lò luyện này thì nó kiểu như nó có như phân nửa thôi ha, không tới phân nửa nữa chứ. Chắc là phải tìm khoảng tầm, chắc là phải tầm ba cái bạn, ba cái căn phòng hắc ám như vậy nè. Mình về mình chắc là mới đủ một cái lò luyện quá. Cái này thì mình thấy hình như là có cái cửa này đúng không, có cái cửa và có những cái block và thiếu cái phần lõi vậy, thiếu cái co bạn. Đúng rồi, cái lò luyện thép này nó còn thiếu cái co nè, cần phải tìm có một căn phòng hắc ám nào đó nó có cái co, hoặc là tự chế tạo luôn cũng được. Chế tạo cái này thì nó cũng hơi tốn kém luôn á, tốn kém vảy rồng dữ lắm. Để lát mình kiểm tra lại thử xem coi cái bản mod rồng thử xem coi cái co ở chính giữa cái trung tâm á nó cần có cái gì để chế tạo ha. Nếu mà may mắn mình lốt được cái căn phòng hắc ám nào đó nó có cái phần lõi ở chính giữa thì đỡ phải làm, còn nếu không có thì mình cần phải làm rồi. Lần trước mình nhớ là bên khu vực băng tuyết nó có một cái căn phòng hắc ám giống như này nè. Cái này thì cái này là không phải rồi. Nhớ là có cái kim tự tháp băng kế bên nữa. Để mình kiểm tra thử nha. Trong này thì có cái co ở trong này nè. Đâu mất tiêu rồi, đây đây. Cái co đó bạn, cái co này thì cần trái tim và những cái cục gạch xung quanh. Gạch này thì cần có rất là nhiều block vảy rồng. Đó. Tốn vảy rồng khủng khiếp luôn bạn. Chậm được cái này thì nó sẽ đỡ tốn kém cho mình hơn ha. Và phía này thì có cái phần ở phía trên. Thì trong những series lần trước mình có leo lên trên đó một lần các bạn. Thường đó là nó cũng không có gì trên đó hết nè. Nhưng mà mình sẽ thử coi. Trong bản mod lần này thì xem coi có gì trên này không. À, cũng không có gì hết các bạn ơi. Cho nên đi ra phía bên ngoài luôn ha. Trong này thì cũng đã được mình loot hết rồi. Cho nên là tìm đường lên trên nóc hả bạn. Đột nhập á, thì mình sẽ đột nhập từ ở phía bên dưới lên phía bên trên. Còn đi ra phía bên ngoài á, thì từ ở phía bên trên đi lên trên nóc luôn thì mới ra phía bên ngoài được. Cho nên là lên luôn. Trên này hình như là trên nóc rồi đúng không? Hình như là như vậy đó các bạn. Nó có hai tầng thôi ha. Trên này là trên nóc rồi nè. Cho nên bây giờ thì bắt cái cầu thang lên phía bên trên thì vô trong góc này nè, dễ dễ. Nhảy là cái giường cái. Rồi, leo lên phía bên trên luôn cho xác xác ở trên này một cái. Rồi mình cần phải có mắt Ender nữa chứ. Mắt Ender để mình có ở trong này nè. Rồi lấy con mắt các bạn. Và canh lên phía bên trên một cái cho nó ngay ngay chỗ này một cái, quăng một cái. Đó, ra được phía bên ngoài này các bạn. Vậy là tốn hai cái con mắt Ender, à hai cái viên ngọc Ender thôi các bạn. Là mình có thể ra phía bên ngoài một cách rất là dễ dàng. Không cần phải đi tìm mấy cái chìa khóa luôn cho nó cực các bạn. Ok, trời sáng rồi. Đập cái này đi luôn các bạn. Bây giờ thì tiếp tục lấy con rồng mình của mình ra để bắt đầu di chuyển thôi. Ok chưa? Ok, bay vô khu vực băng này luôn xem coi. Ôi, phía đằng trước anh có một xương rồng này nè. À, xương rồng mình như là rồng cấp 5 luôn hay sao đó bạn, nhìn nó bự kìa. Nhưng mà nằm dưới biển này cho nên thôi, xương rồng của mình có cũng nhiều rồi. Không cần thiết, cho nên là đi tiếp luôn. Cho mình hiếu thì cứ qua phía bên đây để chậm thôi. Bay trong khu vực băng tuyết này để mình coi coi. Có cái con rồng nào nữa không nha? À đây nè. Trời ơi, ngay phía đây luôn các bạn. Vậy là đối diện nhau luôn ha, bên kia một cái, bên đây một cái, bay qua phía đây thì thấy luôn nè. Và qua phía đây sao nó bơi dữ ha. Đây cái kim tự tháp lần trước đã bạn, trời ơi, nhảy vô đập block cái nó rớt, nó nổ banh chành luôn. Và đây rồi, đây là một căn phòng nè. Ở khu vực này thì chắc là buổi tối bạn, nó có thể spawn ra mấy con pháp sư ha. Pháp sư đó thì đánh nó tỷ lệ rớt nữa cho nên là hơi căng. Cho nên thôi mình thấy cái cách đột nhập vô đi xuyên qua block này thì nó ngon quá cho nên là tiếp tục sử dụng thôi. Để ăn dần cái nha. Để đem theo thịt hơi nhiều luôn á, cho nên là ăn thoải mái luôn. Ở đây thì có cánh cửa, mình nhớ là cánh cửa nó nằm ở đâu ta. Cánh cửa là như nó nằm ở phía bên không, ở phía bên đây nè. Đó, cánh cửa này thì mình có thể đột nhập trực tiếp vô đây thử có được không. Hồi nãy mình đột nhập ở phía đằng sau đúng không, bây giờ thì sẽ đột nhập trực tiếp vô phía bên đây luôn. Lần trước thì qua phía đây một lần rồi nhưng mà chưa có vô, bây giờ thì vô luôn. Đấy, cũng giống giống nãy thôi. Hy vọng là mình sẽ không bị kẹt chết nha. Chỉ sợ là bị kẹt chết trong này thôi. Rồi sử dụng luôn, để đi vào phía bên trong luôn, giống y như hồi nãy thôi.
và canh vô cho ngay cái góc này nè, và đó giấu phía bên trong được liền các bạn. Quên nữa, mình quên chạy về nhà để làm thêm một mớ đuốc nữa ha. Trong này bây giờ không có đuốc nhưng mà có cái lò burner thì phải, tranh thủ đập luôn á. Ủa cái lò burner này nó spawn ra một số quái nhất định là nó sẽ tự biến mất thôi, cho nên là cũng không cần phải đập nó lắm, đập nó cho nó giảm tỷ lệ spawn ra thì cũng được. Và trong này thì thấy nó cũng sáng các bạn, cho nên đi cũng được, cho nên không cần phải hấp sáng đâu, đi luôn tốc độ luôn nha, tốc độ để mình lướt hết cái chỗ này cái đã. Đây đây có mấy con này nè, đó con này nó hổ báo lắm, nó làm lia làm lịa luôn á. Chết nè, phía bên đây thì sao? Trong này thì có thêm nước đại đi, quơ đại luôn các bạn. Ok bây giờ thì quơ đại cào đại luôn ha. Đây lâu lâu thì có mấy con này xuất hiện thôi, xong liền. Ủa trong này không có gì hết vậy, mình cố gắng tìm cho mình một cái bình máu của con đồng băng cái đã, thử xem coi trong này thường hay có lắm nhưng mà vẫn chưa thấy ha. Và cất đồ linh tinh vô trong này bớt, dồn đại ở trong đi. Trong này thì có mấy cái block này cất lại, lấy vàng lấy xương về thôi, rồi bỏ ở trong này luôn. Tiếp tục qua phía bên đây, à đây 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 đây, đánh nó phát sáng lên bạn, đánh cho nó cháy nó sáng lên cho dễ nhìn thấy được ha. Rồi xong luôn, xuống phía bên dưới luôn các bạn, tầng ở phía bên dưới này mà không có máu rồng nữa là coi như là tập luôn, không có máu rồng luôn. Này thì có mấy con Calatan, Calatan này là Calatan đặc biệt của bản mod ra con rồng nữa nè, mắt của nó màu xanh xanh ha. Rồi lụm luôn, giết hết quái này sau đó thì lúa thôi. Vẫn không có, rồi vẫn không có luôn. Rồi trong này thì có mấy con Calatan thôi, và lòng bên nơi trong này thì mình thấy hơi ít ha, không thấy có con sói nữa, nãy giờ phía bên kia thấy sói nhiều lắm, bên đây thì sói hơi ít. Và đây nè, đập luôn cái lồng, à nó không cho mình đập các bạn, quên nữa, trong bản mod lần này thì nó không cho mình đập cái lồng bên nơi ha, chỉ có cách duy nhất là chờ đợi cho nó spawn thôi. Và ở đây thì ủa giống y phía bên kia luôn, nó vẫn bị thiếu cái lỗi ở chính giữa các bạn. Thiết kế nó giống y nhau luôn ha. Cái đây thì chờ đợi cho cái lồng bên nơi này spawn nó hết thôi, chứ bây giờ không có cách nào đập được nó hết à. Này thì có kim cương có giấy nè, đó nó spawn lên nè, đây rồi, cho mọi người chậm thấy sợ luôn á. Và nó cho mình mấy cây kiếm nữa nè đúng không? Ôi kiếm của nó nè, kiếm của mấy con Calatan này luôn, kiếm của nó cộng bao nhiêu đam đây? Có 5 đam thôi hả? Trời ơi, kiếm nó cùi bắp dữ vậy. Có gì 6 rồng thì giữ lại chứ. Thôi cứ để đây thôi. Và cái rương này là cái rương, trời ơi, vẫn không có bạn, vẫn không có máu rồng cho mình ha. Mình đang cố gắng tìm một cái loại máu rồng sót hiếm hoi ở trong này nhưng mà vẫn không có. Ở đây cũng không có luôn rồi. Phía bên đây thì có không? Đây rồi các bạn, đó, đây rồi các bạn. Ôi, nhắc cầu mong cái gì là có cái đó liền luôn á, may mắn trong tập ngày hôm nay rồi. Ở bên đây thì không có nữa ha. Đúng một cái luôn các bạn, trời ơi, từ phía bên này, hồi nãy cái dungeon ở phía bên kia, ấy lộn, cái căn phòng hắc ám ở phía bên kia thì không có các bạn, qua phía bên đây thì có đúng một cái luôn nè. Vậy là mình đã loot được hai cái căn phòng hắc ám một cách rất là dễ dàng, một cái thì mình chỉ cần tốn hai cái con mắt Ender thôi bạn là có thể vô phía bên trong rồi. Để nào chơi các bạn mod mà có cái phần này đó bạn thì có thể sử dụng cái cách này để đột nhập vô phía bên trong, không cần phải đi tốn thời gian để đi tìm cái chìa khóa đâu các bạn, đột nhập vô bằng cách này luôn ha. Cái cách này là cái cách giống như mà mình vượt cái trần Nether các bạn ở địa ngục á, giống như trong phần chơi Minecraft Vanilla đó. Cũng có cách để đi lên trên nóc của cái Nether vượt qua phần Bedrock luôn. Thì cái này cũng chỉ là block không đập được thì nó cũng giống giống như Bedrock vậy đó, nó không cho phép mình đập được, cho nên cũng giống giống Bedrock ha, bọn nó chỉ có một lớp thôi cho nên là cũng có thể vượt qua được một cách đơn giản luôn, nó còn dễ hơn vượt Bedrock nữa. Bedrock ở dưới đây đợi bạn cần phải tìm cái tầng cao nhất ha, còn cái này thì nó chỉ có một lớp thôi à, cho nên là chỗ nào giật lên cũng được hết á, quăng một phát là bay lên trên luôn. Trong này thì mọi thứ cũng đã xong rồi, mình sẽ bỏ vào trong này để xem coi mình có được bao nhiêu lốc ha. Có được 14 cái bạn, cái này thì được ra 8 cái và hai cái cửa, và là cái co này sắp tới chắc là phải tự chế tạo rồi, mình thấy không có ha. Thôi bây giờ đi ra phía bên ngoài thôi, mình sẽ lên phía bên trên để mình tìm đường đi ra phía bên ngoài các bạn. Trong này thì coi như cũng đã được clear xong rồi, cho mấy góc này thì quăng đại trong này đây, đó cũng ra phía bên ngoài được luôn các bạn. Phía bên trên này thì có mấy con quái nó spawn trên này hay sao nó chết nè, bên đây thì có cái kim tự tháp, ra phía bên ngoài thì ở đây rồi. Bây giờ thì mình có thể tiếp tục di chuyển ở đây để đi tìm thêm một vài cái nữa các bạn, hoặc là đi tìm lồng băng ở phía bên đây cũng được. Đây đặt ra phía bên ngoài để mình bay vòng vòng để thử xem coi nha, có con lồng băng nào mình săn luôn các bạn, mình lấy vảy của nó tiếp. Qua phía bên đây luôn, vô trong này như là vô trong đất liền rồi thì phải. Ôi ui, phía bên đây thì có thêm một con nữa các bạn,
Con này lại con giống như con là dài dài nó tấn công mình. Thôi mình sẽ không tấn công nó nữa các bạn. Bây giờ mình có thể tự nhân giống lên là tự có rồi, cho nên thôi chạy các bạn. Bỏ chạy ha cho nó ha. Đi vòng vòng để xem có con rồng băng nào không. Mình săn nó mình lấy thêm phần phẩy nữa. Ở đây là chỗ lần trước mình đánh nè. À mình đánh ở phía bên đây đó bạn. À đúng rồi, cái chỗ này là cái chỗ kim tự tháp. Chạy qua đây loot cái cửa địa ngục nè. Loot cửa địa ngục sau đó thì thấy cái con rồng băng và đánh con rồng băng. Mình lấy về được, mình làm bộ giáp đó. Phía bên đây thì đi vô trong đất liền rồi. Cho là lượn lượn phía bên đây xem có con băng nào không, mình đánh nó luôn. Tìm ha. Không có thì mình về mình chờ đợi cho cái em rồng kia của mình nó nở thôi các bạn. Nó nở là em rồng baby ha. Đằng trong này thì có mấy cái thuyền cướp biển nè. Thuyền cướp biển hả? Thuyền cướp biển làm bằng gỗ hả? Xử luôn các bạn. Ok, thuyền cướp biển bằng gỗ nè. Thiêu rụi tên cướp biển hết luôn. Hình như cái thuyền này của zombie chứ không phải của cướp biển đó các bạn. Thuyền này của tụi zombie ha. Họ xịt tụi nó cho chết hết luôn đi. Vô trong này thì vô trong khu rừng rồi. Quan sát thật kỹ xem coi có cái tổ rồng nào ở dưới không. Để mình xuống mình lấy vảy rồng luôn. Đây thì đi lên phía bên trên luôn hả. Wow. Lên trên núi cao bạn. Để mình lên trên núi cao thử xem coi nó có gì bên đây nữa nha. Oh, một cái tòa tháp hả. Wow. Trên này tòa tháp nhìn đẹp quá vậy. Ủa sao bị rớt xuống vậy. Nó nhảy xuống các bạn, nó thấy người, nó thấy người nó tấn công. Thôi, đừng tấn công nữa. Nó thấy người nó tấn công, nó đẩy mình xuống luôn chứ. Có anh gì đây nè. Bị nó tấn công chết luôn rồi. Phía bên kia thì có con Enderman. Cái con này lại con có bạn nói là nó bán hàng đó bạn. Giống như anh dân làng Dung một bán hàng vậy đó. Mình có thể đi lại và nói chuyện. Thì con này nó không thèm nói chuyện với mình đâu. Nó chảnh lắm. Kích chuột phải vậy nó không chịu nói chuyện với mình. Và bây giờ thì buổi tối nè. Bên này có mấy con báo hay con mèo gì đó. Ghê quá à. Con báo à, chắc con báo bạn, báo phía hay sao á. Bây giờ buổi tối là cho nên là phải lấy cái túi ngủ rồi để mình đi ngủ một cái. Cái căn phòng đó thì mình sẽ lên trên đó mình khám phá thử nha. Lên trên đó khám phá thử xem coi có cái gì. Nhìn giống căn nhà phù thủy quá. Nhìn cái nóc nhà đó bạn. Theo kiểu phong cách nhà phù thủy thì sao á. Để mình lên trên này thử coi có gì trên này đặc biệt không. Quá hay con người trong bạn ơi. Thấp thoáng thấy con người ha. Bên đây thì sao nó mờ quá à. Bên đây kiểu như trên núi cao á, nó lạnh hay sao á. Nó rất là mờ luôn. Rồi mình sẽ cầm cây này của mình vô trong này. À đây có mấy cái lồng spawner nè. Và ui. Cái này nó lót cái gì mà lắc dữ ta. À trong này có quái nè. Wow. À Calatan đó bạn. Mấy con Calatan mà có sao luôn hả. Ghê vậy. Cây này của mình chém xa cho nên nó tiếp cận mình không được đâu. Wow, lượm được cái gì vậy. Đồ của mình nhiều quá các bạn cho nên là. Dạ phải. Để mình ra mình cất đồ cái đã. Có gì mình còn loot đồ nữa chứ. Mình sẽ cất đồ vô bớt trong mấy cái ba lô đi các bạn. Cất vô trong này luôn cho nó gọn. Rồi bây giờ thì sau khi cất đồ xong đó bạn, mình sẽ vô phía bên trong để mình xử lý mấy con này luôn. Ui nó cưỡi gấu luôn kìa. Nó cưỡi em gấu baby các bạn. Ui mấy con quỷ là Calatan này cưỡi tùm lum ra ha. Rồi con gấu hình như nó đang tấn công mình đúng không. Ở đây tìm cách tấn công mình kìa. Mình lấy cái khiên mình đỡ các bạn. Thôi bỏ nó đi tha cho nó ha. Mình sẽ đi vô trong này thử coi có gì loot không. Cái này thì nó không cho mình đập nữa. Chỉ có cách duy nhất là chờ đợi cho nó spawn cho hết thôi. Ở phía ngoài có lốc xoáy kìa. À dạ. Vô trong này mà lan hoang nhìn ở phía bên ngoài là chết. Không được. Tử luôn. Mấy con này gần như đánh mình không mất máu luôn á. Bây giờ giáp của mình, mặc dù mình mặc cái giáp Enchant Chaser thôi đó, nó vẫn không đánh mình xuyên dây bảo. Ui đỡ một cái chặt một cái xong liền. À, trên này thì có những tên cướp dân làng và trên này có bạn Enchant nữa hả. Chắc là nhà phù thủy hay sao rồi nè. Có mấy con Calatan nhiều ghê, nó bảo vệ cái căn phòng này nè. Xử lý nó hết rồi mấy con Calatan này. Đâu rồi xong chưa nè. À nhà phù thủy đúng y luôn mà. Thấy cái nóc nhà là thấy nghi nghi rồi. Có tên phù thủy trong này nè. Có mấy con Calatan bảo vệ ha. Phù thủy nhiều lắm luôn á. Mấy con Calatan này liên tục hỗ trợ nó bảo vệ thôi. Và con này thì một sao luôn hả. Cái spawn nó lia lịa luôn. Ôi ôi kìa. Oh no, phải lấy cái katana ra thôi. Để chém có gì mình hồi máu lại nữa chứ. Đây phải giết một con đi mình mới hồi máu lại được. Ôi nó trâu kìa. Chết đi. Ok, dòng luôn. Ok, tụi nó liên phiên hồi máu cho nhau các bạn. Sử dụng cái đao để đốt nó ha. Tăng thêm đam lửa nữa. Phía đằng sau nữa hả. Mấy con này nó trâu khủng khiếp luôn kìa. Ôi, chém nó hoài nó không chết. Nó liên tục uống máu vô nè. Mình thì mình đánh mỏi mòn luôn. Còn nó thì kìa, có kìa. Hồi nó rút độc một hồi chắc mình chết với nó quá.
Rồi còn một con thì dễ rồi. Mình sẽ sử dụng cây katana để mình đánh nha. Katana của mình thì đánh chết thì sẽ hút được máu, hồi được máu. Đó, hồi được một chút máu thôi. Và trên này đây rồi, thành quả của mình các bạn. Wow, đây rồi. Khoan từ 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 từ. Nhìn xung quanh nha. Trong này thì có quyển sách các bạn. Quyển sách này có giúp cho mình cái phần led đề hình, như là có thể giống mấy cây katana của mình đang có nè. Con chuột nó enchant cho mình một phát đó bạn. Ra tầm lum option hết luôn á. Trong này thì có cái phần cấp độ 3 ha. Cái này hình như là cấp độ 3 là nó maximum rồi. Trong này có thêm những cái quyển sách nữa nè. Rút đại đem về đi ha. Ôi 55 cuốn sách hả? Oh my god. Ngon 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 ngon. Đem về để cho em chuột mình enchant từ từ luôn. Trời ơi, không cần phải chế tạo nhiều nữa ha. Không cần phải farm mía nhiều nữa đâu. Chỉ cần quăng cho em chuột enchant thôi là xong liền. Quá ngon luôn. Để mình lấy cái ba lô ra mình cất bớt đồ vô cái đã. Đây, sách cất vô trong này luôn ha. Đồ enchant nè. À. Ồ, rotation cấp độ 5 luôn nè. Ghê á. Nhưng mấy cái này mình không cần đâu. Rồi sâu bao nữa nè. Nhưng mà đồ sắt ha. Mấy cái đó thì không có hút cái option ra được, cho nên là thôi cứ để lại ở đây thôi. Và trong này thì sách enchant rất là nhiều luôn các bạn. À, hút đại về luôn ha. Rồi sách nữa nè. Và đây thì liên tục spawn ở mấy con này thôi. Cho nó có lòng bên nơi sao nó spawn nó viết ha. Hay là ở dưới gì đó. Kìa nó dưới nó lên kìa. Mình phải tìm cách mình chặn cái con đường này lại mới được. Đây. Khoan đã từ 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 từ. Ok. Hết lên trên này nữa nha. Mình sẽ loot đồ bình yên ở trên này hơn. Có sắt đem về luôn. Ôi ơi, một sắt sắt luôn rồi các bạn ơi. Loot về không hết luôn ha. Cho nên là cất kia trong này bớt. Rồi full luôn rồi. Rồi sách trên này. Ôi có thêm cái này đó bạn. Lắp vô để mình tăng thêm cái phần trái tim của mình lên đúng không. Mình thấy là mình hay có hai trái tim vàng các bạn. Lâu lâu nó xuất hiện hai trái tim vàng nha. Đứng đây coi nó hồi phục máu là mình thử xem coi có hai trái tim vàng không. Cái này nó cho mình thêm hai trái tim nữa nè. Nhưng mà lâu lâu hình như là chiến đấu thì nó mới lên đi sao á. Để thử coi. Cho đánh mình thử coi. Rồi không thấy lên thôi. Giết nó hết đi. Sẽ qua một đống như này luôn nè. Xử lý tụi nó hết luôn. Rồi nó đánh mình gớt chứ luôn rồi. Chơi luôn. Đó kìa lên được 4 trái tim vàng liền các bạn. Ó ngon liền. À bị quái tấn công thì nó mới hiện ra ha. Ok ngon luôn. Ở đây thì như vậy là xong rồi. Lia xong cái háp này rồi. Cho nên là sẽ nhanh chóng chạy khỏi khu vực này thôi. Mình sẽ lấy cái em rồng của mình ra để mình di chuyển tiếp nha. Bay lên phía bên trên thôi. Phía bên đây hình như là hướng này là đi tiếp nè. Đi tiếp tới phía đằng trước nữa. Bên đây toàn là khu vực băng tuyết và núi thì rất là cao luôn ha. Để mình lên trên núi cao này thử xem coi có gì trên này nữa không. Con rồng này lâu lâu nó điên điên nó đá mình xuống thì sao á. Để mình bị nó quăng xuống cái. À, phía bên đây thì có thêm một căn phòng nữa nè các bạn. Ồ. Nhưng bây giờ chắc là không đột nhập vô trong này đó ha. Nãy giờ đột nhập vô trong này cũng nhiều rồi, cho nên là mình sẽ đặt cái cục Wayton ở đây đi. Và cục Wayton thì ở trong này mình còn nữa bạn. Đặt ở đây luôn nha. Đây mình sẽ đặt ở đây là số số 3 đi. Để mình lần sau mình quay trở lại nha. Còn bây giờ thì dịch chuyển về thôi. Nhưng mà trước khi về thì phải hút cái con này vô một cái. Ok chưa? Hút vô vậy. Đi về thôi bạn, về với lâu đài của mình ha. Đó, mỗi lần mình về mình thấy cái con gì dưới đó bạn. Thấy con gì dưới đó đó á. Lúc nó chưa lốt đó bạn. Nhìn lạ lắm luôn á. Bữa nào khám phá ở phía bên dưới thử nha. Còn phía bên này thì sao đây? Cái trứng vẫn chưa nở rồi các bạn. Con rồng này thì mình sẽ cho nó ra phía bên ngoài để ngồi chung với con rồng này luôn nha. Đó. Một cặp của nó các bạn. Bây giờ không biết cho nó sinh sản được nữa không ha. Để phan cho nó ăn thịt thử coi. À nổi tim được nè. Ok, cho nó đứng dạng cái. Ủa, chết, quên 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 quên. À cho nó đứng dạng cái, đứng dạng cái. Rồi cho nó ăn thịt luôn các bạn. Ăn thịt luôn. Dạ. Ăn thịt luôn bên đây, ăn thịt luôn. À có thêm một cái trứng nữa nè. Trời ơi. Quá là đơn giản luôn các bạn. Bây giờ thì cho nó ngồi xuống nha. Vậy là có thể sinh sản tiếp được rồi nè. Đặt thêm một cái trứng ở trong này nữa. Ok chưa, có được hai cái trứng luôn các bạn. Bây giờ sẵn thì mình sẽ cho cái con rồng đa kia. Ủa đây sao có. Ở đây sao một đống đồ đây vậy. What, tự nhiên có một đống đồ đây luôn nè. Chốt cái trong này nha. Mình sẽ thử cho con rồng đa kia nó sinh sản thử các bạn. Để so sánh hai cái trứng xem coi có khác gì nhau không nha. Thử xem coi, cho con này nó ăn một cái rồi cái con ở phía bên đây nó ăn cái hai con này đi. Phải cho đứng vậy nữa chứ. Đài đứng vậy một cái. Đài rồi, có trứng rồi bạn. Mình sẽ cất cái con này xuống một cái đã. Ôi mà hình như cái nón của mình. Cái nón của mình bị hư rồi phải không? Rồi luôn. Sau một hồi chuyến đi săn các bạn, cái nón của mình lại đi bị hư nữa rồi. Ở đây thì bây giờ buổi tối là chắc là sẽ đi ngủ một cái ha. Trước khi đi ngủ thì đặt cái trứng này ra một cái. Mình thấy nó giống y nhau luôn nè. Để mình đi ngủ cho nó sáng cái đã. Mình sẽ so sánh thử xem coi cái trứng nó có khác gì nhau không nha. Mình thấy cái màu nó hơi 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 khác khác một chút.
nhưng mà không biết là do cái buổi tối hay sao á, nó khác một chút ha. Để sau đó mình sẽ cho cái con rồng thanh long của mình nó sinh sản luôn, để xem coi cái con rồng thanh long nó có khác gì nữa không nha, so sánh là ba cái trứng luôn. Đấy, hai em rồng thanh long ăn vô luôn rồi cho nó đứng vậy luôn, rồi nó cũng sẽ sinh sản luôn cho mình nè. Đâu đó, đó được cái trứng liền ngon lành luôn, và ngồi xuống chân, ngồi xuống luôn, ok chưa. Là phía bên ngoài để đặt cái trứng này luôn để lo sánh thử xem coi. Đây, à, trứng của con rồng thanh long các bạn nhìn nhỏ xíu luôn nè. Còn cái trứng của con rồng này thì nhìn bự ăn đây nè, và trứng của con rồng đa kê thì nó hơi khác một chút, vậy là nó cũng có điểm khác nhau ấy chứ. Bây giờ thì bích lại luôn các bạn. Ok, vậy là mình đã có được ba cái trứng, chắc là mình sẽ chờ để ở đây một chút để các bạn, để cho cái trứng nó nở luôn, thử xem coi cái con rồng baby màu đỏ này sẽ ra làm sao nha. Cái trứng hình như nó bắt đầu lắc lư nhiều hơn hồi nãy các bạn. Ui, sau hồi chờ đợi các bạn, đấy rồi, sau hồi chờ đợi thì cuối cùng em rồng baby các bạn, em rồng đỏ baby nó cũng đã nở rồi nè. Hồi nãy giờ đó các bạn, mình chờ đợi ở đây rất rất là lâu luôn đó. Hồi nãy mình có ấp hai cái trứng, một là của con da ke, hai á là của con rồng thanh long các bạn. Hai con đó thì nó nở ra, sau đó nó trưởng thành luôn, mình tem nó mình cất ở trong chuồng hết luôn các bạn. Rồi sau đó thì mình chờ đợi ở đây thêm một khoảng thời gian rất là lâu nữa thì cuối cùng em rồng đỏ baby cũng đã nở. Và hồi nãy đó các bạn thì mình cho hai cái con rồng đỏ này nè, nó sinh sản ra được cái trứng đó các bạn. Nhưng mà sau khi mà ấp xong thì nó ra cái con màu hồng á, nhìn cũng lạ ghê nè các bạn. Đó, và còn một cái nữa thôi, còn một cái nữa thôi, cái này thì mình ấp sau chắc là còn lâu lắm nó mới nở các bạn. Còn con này thì rồng baby. Đó, như vậy trong tập ngày hôm nay đó các bạn thì mình cũng đã ấp thành công được cái trứng rồng của em rồng đỏ ha. Hai em này thì mình có thể cho nó sinh sản tiếp được đó. Nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ cất nó vô trong cái con mắt này các bạn, để nó ở đây thì nguy hiểm lắm. Lỡ chẳng may mà có con quái rồi đó tấn công đó, nó phun lửa một cái là phun vô trong cái cung điện của mình một cái các bạn, là cháy hết thì coi như là toang luôn. Cho nên là cất vô trong quả cầu đi, khi nào mình cần á mình sẽ lấy ra để mình sử dụng ha. Còn em rồng baby ở phía bên đây thì chờ đợi thôi. Và nhấn lộn nút các bạn, nhấn lộn nút nó rớt cây đau luôn đó. Và chờ đợi thêm con này nó hết bạn, là mình sẽ có được hai con rồng rồng đỏ baby luôn ha. Bạn nhìn cũng lạ ha, nó đẻ ra cái con con rồng màu hồng luôn. Ở đây thì cái giường các bạn, chờ đợi cái túi ngủ chứ, chờ đợi lâu quá phải đặt cái túi ngủ ra đây để ngủ nè. Đó, để ngủ qua đêm, ngủ trực tiếp luôn. Rồi, như vậy là trong tập ngày hôm nay đó các bạn thì mình đã có một cái tập là vượt qua được cái căn phòng bạn, căn phòng hắc ám, lấy về được mấy cái gì ta, cái mấy cái block bạn, mấy cái block sau này mình có thể làm được lò luyện thép rồng băng luôn ha. Và sắp tới mình cần phải có đi tìm thêm rồng ngàn tuổi bạn, rồng băng ngàn tuổi để mình lấy cái trứng đem về để ấp luôn. Sau này mình sẽ luyện thép rồng băng luôn nha. Còn bây giờ thì do thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những cái video của mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.